Cuộc khẩu chiến của Ngọc Trinh và Nathan Lee đang là câu chuyện được dân mạng bàn tán nhiều nhất trong những ngày vừa qua. Sau khi nữ hoàng nội y trình báo việc bị mất trộm một số đồng hồ trị giá hơn 10 tỷ đồng, hôm 31 tháng 3 năm 2021, Nathan Lee bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái có nội dung: "Tiền bạc không quan trọng, cơ mà ngu dốt thì vẫn mãi là ngu dốt. Mình thích câu không nghe, kể chuyện, không nghe con, trình bày." Nhiều người lập tức cho rằng dòng trạng thái này của nam ca sĩ có ý đá xéo Ngọc Trinh. Ngay tối hôm đó, Ngọc Trinh cũng đăng đàn đáp trả ai đó đã có lời lẽ không hay về cô sau vụ trộm đồ hiệu. Cụ thể, diễn viên Vòng Eo 56 viết: "Không hiểu sao cứ thích cười và mỉa mai trên sự mất mát của người khác như vậy. Ok, tôi chúc các bạn vui." Đáng chú ý, quản lý của Ngọc Trinh còn viết dòng trạng thái có nội dung y hệt kèm theo link bài về Nathan Lee. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó khi Nathan Lee tiếp tục đăng bài bóng gió về một nhân vật nào đó với ngôn từ sặc mùi cà khịa. Theo đó, nam ca sĩ viết: "Anh bận kiếm tiền, bận tiêu tiền và hưởng thụ cuộc sống nên các em dưới đáy xã hội hãy tém tém lại nha. Nhất là khi anh chưa một lần nhắc tên các em, còn tự nhận mình ngu dốt, nhận luôn mình là, thì chúc mừng." Và vào nửa đêm 1 tháng 4 năm 2021, nam ca sĩ này tiếp tục chia sẻ lại bài viết của bản thân hồi năm 2012, trong đó cái tên Ngọc Trinh cũng được nhắc đến. Theo đó, Nathan Lee cho biết mình là người giúp đỡ cho cô nàng được chú ý hơn với phát ngôn gây sốt một thời: "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn." Không những thế, anh còn từng nhiều lần đứng ra bảo vệ Ngọc Trinh trước gạch đá dư luận lúc bấy giờ, nam ca sĩ viết. Thậm chí khi vô số người tấn công cô gái đó, anh vẫn một mực bảo vệ cô ta. Nhưng cũng nhờ vào câu nói ấy, cuộc đời cô ta bước sang trang mới. Rồi một ngày, tự nhiên anh chàng đẹp trai được cắn quá trời dù chẳng bao giờ nhắc đến tên cô nàng nọ. Cho phép tao cười vào mặt mày một phát. Tuy nhiên, hôm 2 tháng 4 năm 2021, Nathan Lee lại đính chính câu nói đã khơi mào cho drama này. Anh nói mấy em fan ngu muội nghe nè. Anh chưa bao giờ nhắc đến tên idol của các em. Bên phía họ share cả link báo có tên và hình ảnh của anh, tự nhận vơ mọi điều xấu xa về mình, trong khi thật ra anh đang tám một chuyện hoàn toàn khác với vợ anh Lý Nhã Kỳ. Nathan Lee nói thêm, thời buổi này có tiền mà cũng chưa chắc là có thật, không có ý nghĩa gì hết, có giỏi thì mang trí tuệ, học thức ra mà chiến với nhau, cá nhân anh ở tầng khác không liên quan. Về phía Ngọc Trinh, cô nàng đã có phản ứng mới nhất trên mạng xã hội vào sáng 2 tháng 4 năm 2021. Người đẹp sinh năm 1989 đăng lên story Instagram câu nói về triết lý cuộc sống. Người phóng khoáng khiến người khác tôn trọng chứ không phải kính sợ. Họ chân thành với bạn bè, hiếu thuận với mẹ cha.